Tấn Phước và Tuyết Dinh xin gửi lời chào buổi sáng đến quý khán giả đang theo dõi chương trình 60 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình ngày hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2015 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công bố top 10 công trình và sự kiện đạt kỷ lục Việt Nam của Đà Nẵng. Tàu cá ở Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc cướp phá ở Hoàng Sa. Ô tô tông vào nhà dân tại Quảng Trị, chủ nhà thoát chết trong gang tấc. Bắt đầu công bố thông tin về phạt nguội người vi phạm giao thông tại Hà Nội. Người dân thành phố Hồ Chí Minh vô tư thả câu dưới đường dây điện cao thế. Ấn quà từ những mắt kính giá rẻ. Cảnh giác với thủ đoạn tráo tiền mua lúa tinh vi của thương lái tại Hậu Giang. Thủ đoạn lừa đảo mới của hình thức khuyến mãi tại Đắk Lắk. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô đi làm hộ chiếu vì tin đồn tăng phí. Vận động giao nộp chiếc ấn vua Quang Trung tại Bình Thuận. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một thành phố năng động, nơi có nhiều công trình nổi bật phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng là nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện văn hóa lớn. Và mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức công bố top 10 công trình và sự kiện đạt kỷ lục Việt Nam của thành phố Đà Nẵng. Việc xác lập những kỷ lục này cho thấy được sự chuyển mình ngoạn mục của thành phố bên sông Hàn trong 40 năm qua. Top 10 công trình và sự kiện đạt kỷ lục Việt Nam bao gồm công trình hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, nơi có cầu xoay hiện đại nhất là cầu sông Hàn, cầu thép phun lửa phun nước dài nhất là cầu Rồng, cầu dây võng Thuận Phước dài nhất nước. Đà Nẵng là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện chương trình thành phố 503 có, nơi có bệnh viện ung thư nhân đạo phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Đà Nẵng là nơi duy nhất trong cả nước tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế thường niên, có hệ thống cáp treo dài nhất thế giới, có tượng Phật Bà tọa lạc ở chùa Linh Ứng cao nhất, nơi có vòng quay mặt trời cao nhất Sơn Quyêu. Ngoài ra, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất và đang tiếp nhận thông tin đánh giá các kỷ lục khác của Đà Nẵng, như nơi có bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm đầu tiên, là thành phố phủ wifi miễn phí, nơi có cung thể thao Tiên Sơn giống hình chiếc đĩa ba nhất. Thưa quý vị, bên cạnh các hoạt động chào mừng ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, công tác bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống ở các địa phương cũng rất được chú trọng. Mới đây, Bảo tàng Lâm Đồng và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã tổ chức triển lãm chuyên đề Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo đó, có trên 150 hiện vật hình ảnh về tục ăn trầu của các dân tộc đã và đang hiện diện trong đời sống của người Việt. Mỗi hiện vật là những chất liệu khác nhau như gốm sứ, đồng, gỗ, sắt, mây tre đan, có niên đại ở mọi thời kỳ lịch sử. Bên cạnh đó còn có 26 hình ảnh giới thiệu về vườn trầu Ba Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi trồng nhiều trầu cau và các hình ảnh về cách têm trầu, trầu cau trong lễ cưới, trầu cau trong sinh hoạt văn hóa lễ hội, tục thờ ông Bình Dôi. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 3 năm 2015. Thưa quý vị, ngoài việc bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, hiện nay nước ta còn đang đẩy mạnh việc quảng bá văn hóa thông qua du lịch. Và một trong những cách làm mới đang được áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh đó là đưa nông nghiệp vào phục vụ du lịch. Theo đó, thành phố đã tổ chức những chuyến thực nghiệm về tiềm năng kết hợp giữa du lịch và sinh thái nông nghiệp. Điều này không chỉ mang lại nét mới cho ngành du lịch mà còn thể hiện được nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của người Việt. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều làng nghề và nhiều nhà vườn sinh thái với các sản phẩm như lan và bonsai, cây kiện thế Nam Bộ là những tiềm năng cho việc phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, nhà vườn cần đầu tư thêm các mô hình cũng như tạo cơ hội trải nghiệm cho du khách về quy trình làm nên sản phẩm nông nghiệp, có thế thì mới thu hút được khách du lịch. Việc đưa nông nghiệp vào phục vụ du lịch sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch mới cho thành phố cũng như tạo nên hướng mới cho nông nghiệp các vùng ven. Nếu mô hình này thành công, Sở Du lịch sẽ triển khai thêm nhiều mô hình khác, hứa hẹn nhiều điều thú vị cho ngành du lịch của thành phố trong tương lai. Thưa quý vị, việc phát triển du lịch phải tùy thuộc vào thế mạnh của từng địa phương như ẩm thực, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, v.v.
Riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, việc phát triển du lịch hiện nay chú trọng vào việc phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là những yếu tố sông nước miệt vườn. Theo đó thì các hoạt động được xây dựng như là mô hình du lịch homestay, du khách ngủ tại nhà dân, sinh hoạt và lao động với người dân để khám phá về những nét văn hóa bản địa, thưởng thức các loại hình văn hóa phi vật thể và những món ăn đặc thù của vùng sông nước. Liên quan tham quan những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm, tham quan những làng nghề, đặc biệt là cho du khách tự tay làm nên những sản phẩm thủ công, những món ăn đặc sản. Chương trình xin được tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm một phụ nữ nguy kịch tại huyện Sơn Tịnh. Thông tin của chương trình về vụ việc này. Rạng sáng ngày 19 tháng 3, người dân nghe tiếng kêu cứu vội chạy đến nhà Ngô Văn Bình, 32 tuổi, ở cùng thôn thì thấy ngôi nhà đang bị bốc cháy. Chị Đỗ Thị Tình, 28 tuổi, là vợ của Ngô Văn Bình, đang trong tình trạng bỏng nặng. Người dân tham gia dập tắt lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Toàn bộ tài sản, vật dụng và mái tôn phòng ngủ bị cháy rụi. Được biết, trước đó nhiều ngày, vợ chồng Ngô Văn Bình sẽ ra cãi giả. Bình đánh đập vợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cũng tại Quảng Ngãi, ngày hôm qua 20 tháng 3, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Kim Hồng, ngụ xã Bình Châu, về việc tàu cá của gia đình bà bị tàu Trung Quốc cướp đập phá tại vùng biển Hoàng Sa. Sau đây là ghi nhận của chương trình về sự việc này. Tàu cá của bà Hồng số hiệu QNG90281TX do chồng là ông Đặng Tầm làm thuyền trưởng, cùng 9 lao động đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Nghe tin tàu cá số hiệu QNG95431 của ông Nguyễn Văn Tẩn bị mắc cạn tại rạn san hô Di Mộng, tàu cá của ông Tầm cùng tàu cá của ông Nguyễn Văn Hải ở cùng thôn chạy đến cứu. Tuy nhiên, trong lúc cứu tàu cá bị mắc cạn, một tàu lớn của Trung Quốc ập đến cướp hải sản trên tàu cá và một số thiết bị. Tàu QNG95431 trong lúc mắc cạn cũng bị tàu của Trung Quốc ập đến cắt lưới cụ, cướp đi máy ECOM. Hiện tàu QNG95431 đang được hai tàu cá khác tiến hành lai dắt khỏi rạn san hô. Thưa quý vị, nếu như một số bà con ở Quảng Ngãi gặp sự cố trên biển, thì cũng vào ngày hôm qua 20 tháng 3, trên tuyến kênh Hồng Ngự, Vĩnh Hưng, khu vực bờ kè, đoạn thuộc phường An Lộc và phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra trường hợp một xà lan chở đầy cát bị mắc cạn. Thông tin của chương trình về vụ việc. Vào thời điểm trên, chiếc xà lan trọng tải khoảng 300 tấn mang biển số LA05624 do anh Lê Thanh Toàn, ngụ tỉnh Long An điều khiển, lưu thông từ hướng sông Tiền đi tỉnh Long An. Khi đến địa điểm trên thì bị mắc cạn. Do xảy ra vào ban đêm và nơi đây có dòng nước chảy mạnh nên xà lan bị nước đẩy nằm chắn ngang hết lòng kênh. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông thủy qua đây. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sự cố trên đã được khắc phục. Được biết, tuyến kè Hồng Ngự được khởi công xây dựng vào năm 2009 nhằm mục đích là hạn chế tình trạng sạt lở, chỉnh trang đô thị và đã phát huy tốt hiệu quả. Tuy nhiên đến nay thì do thời gian dài, lòng kênh đã bị bồi lắng nhiều, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông thủy, đặc biệt là rất dễ mắc cạn. Trước tình trạng trên thì thiết nghĩ cần sớm có giải pháp nạo vét để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Không chỉ có tai nạn đường thủy mà trong ngày 20 tháng 3, tình hình giao thông đường bộ cũng ghi nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Trị. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút tại km 67+700, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Rất may là chủ nhà và người điều khiển phương tiện đã thoát chết trong gang tấc. Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 74C02037 đang lưu thông theo hướng Lao Bảo, Đông Hà. Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao vào xe ô tô mang biển kiểm soát 74C00148 chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, xe ô tô 74C02037 cài nát khoảng 30 mét mương nước rồi lao vào nhà dân, chủ nhà thoát chết trong gang tấc. Cùng thời điểm trên, xe mô tô mang biển kiểm soát 74K83190 chạy ngược chiều. Khi đến đoạn đường trên thì phát hiện hai xe ô tô đang lao vào nhau. Người điều khiển đã nhanh chóng lao vào nhà dân. Cú va chạm đã phá nát toàn bộ hệ thống tường rào, cây cảnh và xe gắn máy. Xe ô tô 74C02037 bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe 74C02037 bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng là một thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, sau thời gian thử nghiệm từ tháng 10 năm 2014, từ ngày 20 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông báo cụ thể những vấn đề liên quan đến việc phạt nguội người vi phạm giao thông qua camera giám sát được lắp đặt tại các nút giao thông. Hình ảnh từ camera giám sát phương tiện giao thông sẽ truyền về trung tâm điều khiển. Từ hình ảnh camera ghi được,
các chiến sĩ cảnh sát giao thông có thể in hình ảnh về lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện để xử lý. Có hai hình thức xử phạt, gồm xử lý trực tiếp phạt nóng và xử lý gửi thông báo vi phạm về địa chỉ nơi đăng ký biển số phạt nguội. Cụ thể, sau khi được trung tâm thông báo thông tin xe vi phạm, các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường đã chặn phương tiện lại để xử lý. Ngoài ô tô, xe máy vi phạm cũng bị hệ thống camera xử phạt giao thông ghi lại, gửi về trung tâm. Việc xử phạt đối với các loại phương tiện này được căn cứ theo lỗi vi phạm. Được biết, việc lắp đặt camera giám sát và xử lý vi phạm giao thông đã bắt đầu từ năm 2012. Tuy nhiên, việc thực hiện phương pháp này vẫn chưa diễn ra đồng bộ trên các tỉnh thành vì còn nhiều bất cập. Trên trang đường bộ, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc xử phạt trực tiếp hay gián tiếp qua hệ thống camera giao thông là một việc làm tốt, tích cực. Tuy nhiên, cũng phải tùy theo điều kiện của từng thành phố, đất nước mà áp dụng. Ông Thủy còn cho biết thêm, có một khó khăn là hệ thống camera của mình chưa đủ hiện đại, nên nhiều khi không tránh khỏi tình trạng tranh cãi của người điều khiển phương tiện. Mặt khác là hiện nay, số xe không chính chủ đang lưu hành chiếm tới 40-50% phương tiện giao thông, mà thủ tục sang tên đổi chủ chỉ mới bắt đầu triển khai, cần một thời gian mới có thể hoàn tất. Cho nên nhiều khi, biết chính xác biển số xe vi phạm cũng sẽ rất khó khăn để truy ra người vi phạm ở đâu mà xử phạt. Nếu không tìm đúng người vi phạm mà căn cứ vào giấy tờ biển số xử phạt quan sẽ dẫn đến những bức xúc không đáng có. Vì vậy, muốn thực hiện được việc xử phạt nguội qua camera giám sát thì trước hết phải hoàn tất lộ trình đổi xe chính chủ. Hiện nay không chỉ có những ẩn họa đến từ các vụ tai nạn giao thông mà có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong những hoạt động thường nhật của chúng ta. Đơn cử như chương trình đã từng thông tin về vụ một thanh niên bị phóng điện trong lúc đi câu dưới chân cầu Sài Gòn. Thế nhưng, sau sự cố này, những ngày qua vẫn còn rất nhiều người câu cá gần đường dây điện bất chấp hiểm nguy đang rình rập. Sau vụ nổ ngày 13 tháng 3, chính quyền đã gắn biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm trải dài khắp con kênh. Trước đó, ngành điện lực cũng đã ra sức tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm do điện cao thế gây ra tại khu vực này. Thế nhưng người dân vẫn vô tư đến đây thả câu, vui chơi mà không quan tâm đến các biển báo và sự nguy hiểm dưới đường dây cao thế 110 kV. Ngày em đi qua đây thấy rất nhiều người câu cá ở đây chị. Mặc dù là có rất nhiều biển báo, cảnh báo là có nguy hiểm ở đây nhưng mà em nghĩ là người dân là do ý thức người dân vẫn có rất nhiều người bất chấp nguy hiểm. Từ sau khi nghe thấy vụ nổ ở đây thì mình cũng là một người hay câu cá. Thì bây giờ ở đây có nhiều cái đường dây điện cao thế mới là biển báo nguy hiểm thì tốt nhất mọi người hãy tìm một chỗ câu khác an toàn hơn. Câu cá là một trong những thú vui thư giãn của nhiều gia đình, bạn trẻ hiện nay. Nhưng để đảm bảo an toàn, người dân nên lựa chọn cho mình những địa điểm thích hợp, tránh xa những khu vực nguy hiểm để không gặp phải những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Liên quan đến vấn đề này, trên báo Sài Gòn Giải Phóng cũng thông tin là thời gian gần đây, một số người đi câu còn tụ tập trên các trụ sắt phía dưới chân cầu. Đây là khu vực nước sâu chảy xiết, nếu lỡ sẽ chân sẽ rất nguy hiểm. Qua đó thì người còn đứng trên cầu ngay phần đường dành cho người đi bộ để thả dây câu. Việc làm này không chỉ cản trở mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông qua khu vực này. Vì lưới câu được sử dụng rất sắc, việc giật hoặc là quăng dây câu có thể trúng vào người đi đường gây nguy hiểm. Thưa quý vị, bên cạnh việc chúng ta phải cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày, thì trong vấn đề tiêu dùng, có lẽ là người dân chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý đối với những mặt hàng được rao bán với giá rẻ, bởi vì những mặt hàng này thường không đảm bảo chất lượng và đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân chúng ta. Như thực tế hiện nay thì không khó để có thể nhìn thấy những chiếc mắt kính giá rẻ được bán ở ngoài vỉa hè và được nhiều người mua về để sử dụng. Điều đáng nói ở đây là những chiếc mắt kính này đa phần là mắt kính không đạt quy chuẩn, có thể gây hại cho mắt, thậm chí là có thể dẫn đến mù lòa. Dọc tuyến đường xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều điểm bán mắt kính tự phát ven đường với đủ loại kính. Các loại kính này được bán với giá từ 15.000 đến 30.000 đồng. Được biết đã có những trường hợp người dân đeo mắt kính giá rẻ như trên bị nhức mắt và thậm chí bị viêm võng mạc do chất lượng các loại mắt kính trên không đạt quy chuẩn. Thứ nhất là khi mà con em chúng ta hoặc là bản thân chúng ta có tật khúc xạ thì chúng ta nên đi đến khám ở những cái đơn vị hoặc cơ sở y tế hoặc là những cửa hàng kính có uy tín để có những cái người kỹ thuật viên đã qua đào tạo hoặc là bác sĩ có khả năng đo mắt để đo cái khám tật khúc xạ và chẩn đoán tật khúc xạ chúng ta cho đúng. Theo các chuyên gia, để có một chiếc mắt kính phù hợp với mắt và đúng quy chuẩn, người tiêu dùng cần đến bệnh viện để được các bác sĩ tư vấn để tránh trường hợp sử dụng các loại mắt kính dởm vỉa hè, tiền mất tật mang.
Thưa quý vị, hàng ngày nhiều người vẫn sử dụng những chiếc kính chưa rõ nguồn gốc khi đi ra đường, nhưng lại hoàn toàn không biết đến những nguy hại khó lường đối với thị giác. Trên báo Sức khỏe và Đời sống từng thông tin là kính mắt vỉa hè thường là hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc và chưa qua kiểm định. Bề mặt của kính không bằng phẳng nên đeo vào sẽ thấy hình ảnh không thật, biến dạng. Khi đeo loại kính này, đầu tiên sẽ không nhận thấy ngay được những tác hại của nó, nhưng nếu đeo trong một khoảng thời gian dài sẽ vô cùng nguy hiểm, đó là nguy cơ bị tật khúc xạ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Nhiều người đã có hiện tượng mỏi, viêm sún, chảy nước mắt, cho đến khi đi khám thì mới biết tất cả những triệu chứng trên là do sử dụng một chiếc mắt kính kém chất lượng, thậm chí là có những người còn bị đục thủy tinh thể do sử dụng những chiếc kính không rõ nguồn gốc trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy, khi mà chúng ta có nhu cầu mua kính để sử dụng thì tốt nhất quý vị nên chọn mua tại các cửa hàng có uy tín, có máy đo thị lực tư vấn của bác sĩ nhãn khoa và có bảo hành sản phẩm dài hạn để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng là vùng mía nguyên liệu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng liên tiếp 3 năm nay, người trồng mía ở đây bị thua lỗ vì giá mía thấp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công lao động, giá vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất tăng, nên đa phần nông dân trồng mía không có lãi. Điều đáng nói là dù bán cho thương lái hay ký hợp đồng với nhà máy đường thì nông dân vẫn bị ép giá. Thông thường, nhà máy đưa ra hợp đồng thu mua mía 10 chữ đường với nông dân tại cầu cảng nhà máy là 830 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đầu vụ thu hoạch, thương lái mua tính chất chữ đường. Đến cuối vụ, đa phần thương lái mua xô để ép giá nông dân. Còn các hộ thực hiện hợp đồng bao tiêu với nhà máy cũng rất bất bình trong việc đo chữ đường. Nông dân chỉ biết lấy phiếu đo chữ đường của nhà máy rồi tính tiền. Các công đoạn và quy trình đo thì nông dân không biết. Tuy nhiên, nông dân không thể không bán vì càng kéo dài thời gian thu hoạch thì càng giảm năng suất và trễ vụ sau. Chúng tôi cũng có đề nghị với các ngành chức năng phải làm sao nghiên cứu, nhất là trong vấn đề đo chữ đường, làm sao cho minh bạch, rõ ràng. Hai nữa, nâng được cái giá mía này lên khoảng 1.000 đồng tại gãy, người trồng mía mới có lợi. Thưa quý vị, hiện nay đầu ra của cây mía chủ yếu là phụ thuộc vào các nhà máy đường. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bên cạnh việc ép giá thì một số nhà máy lại còn nợ tiền thu mua của người trồng mía. Điển hình như vụ một nhà máy đường ở Long An nợ tiền của người trồng gần 11 tỷ đồng mà chương trình đã thông tin đến quý vị. Điều này đã khiến cho người trồng mía ở đây không còn vốn để đầu tư chăm sóc. Nhiều nông dân còn phải chủ động xoay sở vay tiền nóng ở bên ngoài vì không thể trông chờ công ty này thực hiện đúng như cam kết. Không chỉ tại Sóc Trăng, Long An mà người trồng mía tại Khánh Hòa cũng lâm vào tình cảnh khó khăn vì giá mía xuống thấp. Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, mặc dù niên vụ mía mới bắt đầu, song người trồng mía ở thị xã Ninh Hòa chẳng hăng hái với việc thu hoạch bởi năng suất mía giảm, trong khi giá thu mua của các nhà máy đường cũng không cao so với năm ngoái. Trên báo Sài Gòn Đầu tư có dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú chỉ ra những yếu kém của ngành mía đường hiện nay. Cụ thể, doanh nghiệp mía đường còn thụ động, dựa vào bảo hộ và không tích cực chuẩn bị cho hội nhập. Doanh nghiệp mía đường nội địa đang tự thua trên sân nhà khi không có khả năng tạo ra sản phẩm có giá cạnh tranh, không thiết lập được vùng nguyên liệu và áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất để ổn định đời sống cho người nông dân và ổn định sản xuất của mình. Thưa quý vị, để tạo ra được hàng nông sản như là cây mía, cây bắp hay là cây lúa vân vân, nhiều nông dân chịu ép giá đã đành mà có không ít trường hợp còn bị lừa gạt bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi từ các thương lái. Như mới đây, một số người dân tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã đến cơ quan công an trình báo bị thương lái dùng thủ đoạn gian dối để lấy bớt đi số tiền sau khi đã đưa cho người bán kiểm tra xong. Vậy thủ đoạn đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây. Làm việc với cơ quan công an, vợ chồng ông Trịnh Văn Son, ngụ ấp 3 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ khá bức xúc. Bởi vào chiều ngày 13 tháng 3, thông qua một người môi giới, ông Son và một số người hàng xóm đã bán lúa cho một thương lái lạ với giá 4.500 đồng 1 kg. Dù đã đếm đủ tiền rồi mới về, nhưng khi về đến nhà thì số tiền bán lúa gần 23 triệu đồng đã mất hơn 1/3. Nó được là 10 triệu đếm đủ là cái 10 triệu tôi bọc đi không lợi, rồi đếm thêm tiếp nữa là tôi để cái bên vợ tôi đó. Còn vợ tôi lợi thì tôi đếm còn 2 triệu với 8 ngàn là đủ. Rồi nó lấy cái bọc của nó ra, thôi chú ơi, chú già làm cả không có đường thì cô lấy bọc đưa cho bỏ vô dự bị. Nó là đưa bọc đó, rồi vợ tôi đưa vợ tôi. Rồi tôi mới xuống chuồng về. Về thì kêu vợ đếm lại có rớt cái chuồng không, coi được cái tiền bạc có rớt chuồng không. Thì kêu vợ đếm lại thì mỗi cọc là mất 4 triệu. Cùng bán lúa chung với ông Son ngày hôm đó còn có hai nạn nhân khác là bà Phan Thị Trúc Ly và Phạm Thị Mầu. Mặc dù rất cảnh giác, nhưng mỗi người cũng bị mất 4 triệu đồng. Hiện công an huyện Long Mỹ đã vào cuộc để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Được biết trước đây trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang cũng đã từng xảy ra vụ việc trộm lúa cũng hết sức tinh vi. Cụ thể là sau khi thỏa thuận xong giá cả, lấy buôn viện lý là không thể mua hết lúa của người dân mà chỉ có thể mua một số lượng nhất định. Sau đó chúng đem bao không có đặc điểm giống nhau đến cho người dân đếm trước, rồi bắt đầu đông lúa. Mọi việc từ sang lúa đến bốc vác đều do bên mua thực hiện và bên bán chỉ xem cân. Lợi dụng lúc lộn xộn, chúng sẽ thêm bao vào. Với thủ đoạn trên thì mỗi lần mua chúng có thể lấy của người dân từ vài chục bao lúa trở lên mà không bị phát hiện. Bên cạnh việc dùng thủ đoạn lừa đảo khi thu mua nông sản, một số thương lái nước ngoài còn khuyến khích người nông dân trồng những giống nông sản. Tuy nhiên khi đến mùa thu hoạch thì không thu mua hoặc mua với giá rẻ. Trên báo Dân Việt cho biết, các thương lái liên tục đến huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đi vào tận nhà nông dân kêu gọi người trồng ớt Demon và hứa sẽ mua hết. Các thương lái này còn đưa giống cho các đại lý thuốc bảo vệ thực vật, khuyến dụ các đại lý này bán cho nông dân với giá rẻ. Thế nhưng khi thu hoạch ớt tươi thì không ai mua nên nông dân lỗ nặng. Trước những thông tin này thì mong rằng bà con cần phải hết sức cảnh giác để tránh những thiệt hại không đáng có. Cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo của một số đối tượng tội phạm, thưa quý vị, ngoài việc gian lận tiền bạc trong thu mua nông sản thì một số đối tượng còn lợi dụng tâm lý muốn được tham gia vào những chương trình khuyến mãi hàng hóa của người dân để lừa gạt. Và mới đây thì tại Đắk Lắk có một đối tượng đã giả danh là giám sát khu vực Tây Nguyên của một hệ thống siêu thị lớn đang thực hiện chương trình khuyến mãi hấp dẫn để lấy tiền của các tiệm tạp hóa. Thông tin của chương trình về vụ việc này. Chuyện xảy ra ở tiệm tạp hóa của gia đình chị Lưu Thị Trang và anh Nguyễn Quang Hưng trên đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó có một thanh niên lạ mặt đến tự xưng là nhân viên giám sát khu vực Tây Nguyên của một hệ thống siêu thị lớn hiện đang triển khai một chương trình khuyến mãi có nhiều ưu đãi cho các tiệm tạp hóa. Để tham gia chương trình này thì các tiệm tạp hóa phải ký hợp đồng với nhân viên giám sát và nộp 30% giá trị hợp đồng. Thấy người này đưa ra các loại giấy tờ, hợp đồng có đủ mực đen dấu đỏ nên chị Trang và anh Hưng đã ký hợp đồng rồi giao số tiền 30 triệu đồng cho người thanh niên trên. Anh ta đến gọi điện thoại qua điện thoại. Anh ta kêu là ở nhân viên giám sát của siêu thị Metro mới kêu là có một số hàng mà Metro nó đang có chương trình chiết khấu cho khách hàng á, ưu đãi với giá rẻ. Hai vợ chồng đến gặp đối tượng Thanh đưa cho mình cái hợp đồng mà các cái mặt hàng á, với giá rõ ràng luôn. Với giá nói chung là cũng rẻ hơn so với mình nhập ở nhà phân phối. Sau một thời gian không thấy kết quả, biết bị lừa nên gia đình chị Trang đã báo cho cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Trịnh Quang Thanh ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi trước đó của đối tượng để đề nghị truy tố trước pháp luật. Liên quan đến việc lừa đảo bằng hình thức mua hàng, trên báo Đồng Nai cho biết về một thủ đoạn khác. Theo đó thì vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 2, trong lúc bà Nguyễn Thị Mến, phường Tráng Dài, thành phố Biên Hòa ở nhà, có hai đối tượng một nam một nữ khoảng 40 tuổi đi xe máy đến gọi cửa, tự xưng là nhân viên bán hàng công ty đến giao hàng cho con dâu của bà đặt mua. Tin lời, bà Mến nhận hai túi hàng buộc kỹ và đưa 3 triệu đồng. Sau khi hai đối tượng bỏ đi, bà mở hai túi hàng thì thấy bên trong là hơn 100 gói bột vi sinh xử lý hàm cầu trị giá khoảng hơn 300.000 đồng. Trước những vụ việc nêu trên thì thiết nghĩ người dân của chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa trước những thủ đoạn hết sức tinh vi của bọn tội phạm, nhất là khi mua bán với những người lạ mặt. Đồng thời cần cảnh giác với những mặt hàng được cho là bán với giá rẻ, nhưng chất lượng thì chưa rõ như thế nào, và đặc biệt thận trọng khi tiến hành giao dịch bằng tiền mặt. Nếu phát hiện những vụ việc tương tự, bà con nên báo ngay với cơ quan công an để có thể đề phòng tội phạm và hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, trong những ngày sau Tết, đã có hàng ngàn người dân tại Nghệ An làm thủ tục cấp hộ chiếu và giấy thông hành sang Lào và Thái Lan. Tình trạng này đã dẫn đến tình trạng là ồ ạt đến các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm giấy tờ. Một số kẻ gian còn lợi dụng trà trộn để trục lợi bất chính. Được biết, thực trạng này không chỉ diễn ra tại Nghệ An mà còn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 3, Đại tá Nguyễn Văn Anh, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2015 thì có hàng ngàn lượt người đến đơn vị làm hộ chiếu gây tình trạng quá tải tại cơ quan này. Trong ngày 18 tháng 3, có tới 1.006 lượt người tới làm hộ chiếu. Số lượng hộ chiếu được tiếp nhận trong một tháng sau Tết Nguyên đán là 16.650 lượt, tăng khoảng 24% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đại tá Nguyễn Văn Anh, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài và có tin đồn tăng giá. Một số người dân cho biết họ đến làm hộ chiếu vì có tin đồn là giá hộ chiếu sẽ tăng 1 triệu đồng. Chỉ cho đến nay tôi khẳng định là chưa có một thông tin chính thức nào từ cơ quan thẩm quyền về việc tăng giá hộ chiếu, cho nên tin đồn nêu trên là không có căn cứ.
Vì vậy đề nghị người dân nếu chưa có nhu cầu thực sự cần hộ chiếu thì hãy chọn một thời điểm khác phù hợp hơn để tránh quá tải với cơ quan chức năng và có thể nói mất nhiều thời gian bà con trong thời gian chờ đợi và rất dễ bị các đối tượng xấu cò mồi lừa đảo lợi dụng chỉ gây cái sự hiểu nhầm. Đại tá Anh cho biết thêm, nếu người dân thật sự có nhu cầu hoặc muốn làm sớm thì cần tìm hiểu trước các thủ tục, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết rồi xếp hàng trật tự, tất cả đều được giải quyết, quy trình một cách minh bạch, công khai và có cán bộ hướng dẫn tận tình. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình cưa cắt cao su đối với diện tích cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về tỉnh, đồng thời tìm hướng giải quyết về vấn đề thanh lý cao su ở địa phương. Theo đó, có 790,86 ha đã nộp tiền thanh lý cao su trước ngày 1 tháng 9 năm 2010, nhưng chưa thanh lý cao su. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất xử lý đối với những trường hợp đã đóng tiền thanh lý cao su trước ngày 1 tháng 9 năm 2011, nhưng chưa thanh lý cao su, thì không phải đóng thêm tiền bồi thường. Theo quyết định số 524 ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã thỏa thuận giá bồi thường thanh lý cao su là 21 triệu đồng một hectare. Trong thời gian tới, Ủy ban cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giải quyết trường hợp đầu năm chưa có đơn giá bồi thường của năm hiện hữu, thì cho nhà đầu tư được nộp tiền bồi thường cây cao su theo đơn giá năm trước liền kề để nhanh chóng thanh lý. Xin được chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác bảo tồn cổ vật. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vận động thuyết phục gia đình ông Phạm Chẳng ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong giao nộp chiếc ấn của Du Quang Trung cho nhà nước quản lý theo quy định của luật di sản văn hóa. Chiếc ấn này thuộc triều Tây Sơn Nguyễn Huệ đúc vào mùa đông năm Tân Hợi, tức là năm 1791 tại Phú Xuân. Ấn được đúc bằng đồng có màu đen, trọng lượng 650 gram, có kích thước dài 9,4 cm, ngang 6,4 cm, dài 1,25 cm, bề mặt nổi lên đường gờ ngoài ngang 6 ly và 8 ly ở gờ trong. Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo xác minh ban đầu về chiếc ấn của vua Quang Trung được phát hiện tại chùa Linh Sơn. Trụ trì chùa Linh Sơn hiện là ông Phạm Ngọc Khẩn. Chiếc ấn đang được ông Phạm Chẳng, anh trai ông Khẩn cất giữ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đang giao cho các cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương vận động thuyết phục gia đình ông Phạm Chẳng giao nộp chiếc ấn cho nhà nước theo quy định. Về vụ việc này, trên báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Khẩn, trụ trì chùa Linh Sơn cho biết chiếc ấn của vua có từ thời cha của ông là ông Phạm Hành để lại. Chiếc ấn được anh trai là ông Phạm Chẳng đang tu ở tỉnh xá Thông Minh Viện cất giữ. Tuy nhiên, theo ông Chẳng, ông bị tai biến nên không còn nhớ rõ chiếc ấn được cất ở đâu. Một chuyên gia trong ngành văn hóa của tỉnh Bình Thuận cho biết thông tin về chiếc ấn là có thật. Chiếc ấn được một đạo quân mang theo, có thể đi hành quân hoặc mở mang bờ cõi. Cầm theo chiếc ấn thể hiện chính danh thay mặt vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Thưa quý vị, theo tiến sĩ khảo cổ học Phạm Hữu Công, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thì cổ vật Tây Sơn là một trong những loại có số lượng ít nhất trong các loại cổ vật thuộc các triều đại Việt Nam. Trong lần triển lãm cổ vật Tây Sơn mới đây nhất vào năm 2011, bảo tàng trưng bày được 409 hiện vật thuộc nhiều chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy, chiếm số lượng lớn trong triển lãm là các hiện vật bằng kim loại đồng, sắt với chủng loại phong phú, chuông, khánh, trống đồng, con dấu, bạch khí đao, kiếm, giáo, các loại tiền bằng đồng. Trong thời Tây Sơn còn có hiện vật là chiếc thăng đồng thóc, dụng cụ đo lường lúa gạo đầu tiên ở Việt Nam. Liên tục chương trình là những thông tin trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử đối tượng Nguyễn Trường Đồ, sinh năm 1996, quê Đồng Tháp, về hành vi giết người. Được biết, vì ấm ức khi bị một người làm chung công ty hăm dọa nên đối tượng Đồ đã đâm người này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Tháng 8 năm 2014, bị cáo Nguyễn Trường Đồ và anh Trịnh Văn Hà cùng làm công nhân tại một công ty nhựa ở phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc chung, giữa Đồ và anh Hà thường xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần cãi cọ, Đồ đã tát vào mặt của anh Hà. Bị Đồ đánh, anh Hà tức giận kể lại sự việc cho Lê Tuấn Em, cũng là người làm chung công ty. Vì bên Hà nên Tuấn Em đã tìm đánh và dọa sẽ giết Đồ. Đến khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2014, khi Tuấn Em đang làm việc thì bất ngờ Đồ đi đến gần và rút dao đâm Tuấn Em 4 nhát rồi bỏ chạy. Anh Tuấn Em sau đó chết trên đường đi cấp cứu. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đồ 15 năm tù. Gia đình bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại số tiền 94 triệu đồng. Thưa quý vị, ngoài các vụ án giết người, tình hình trộm cắp trên các địa bàn vẫn thường xuyên diễn ra.
Giờ mới đây, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng công an phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng Võ Văn Hưng 22 tuổi và Đặng Trúc Duy 23 tuổi, cả hai cùng ở thành phố Mỹ Tho để điều tra làm rõ về hành vi trộm xe máy. Vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, hai đối tượng Hưng và Duy nhậu ở nhà của một người bạn tên Tâm thuộc phường 6, thành phố Mỹ Tho. Sau khi nhậu xong, Hưng lấy xe máy của mình chở Duy về nhà. Trên đường về, cả hai nảy sinh ý định trộm xe máy kiếm tiền tiêu xài. Khi chạy đến cửa hàng ô tô Trường Hải ở phường 10, thành phố Mỹ Tho, thì thấy ông Nguyễn Kỳ Hương, 51 tuổi, ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, đang ngủ. Bên cạnh dựng một chiếc xe máy, trên xe vẫn còn chìa khóa. Cả hai đã lấy chiếc xe này và chạy về đến gần bến xe Tiền Giang, thì bị lực lượng công an phường 10 trên đường tuần tra bắt giữ cùng tang vật. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu Thị Khoa, 52 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giám đốc, nguyên kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa, gọi tắt là Bihimex, về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quyết định khởi tố, bị can Châu Thị Khoa là kế toán trưởng đã thống nhất với Tống Thị Bích Loan, sinh năm 1958, nguyên giám đốc Bihimex, đã bị khởi tố vào ngày 31 tháng 7 năm 2014 cho Ubexim vay tiền thông qua các hợp đồng mua bán khống gây thiệt hại cho Bihimex với số tiền gần 145 tỷ đồng. Thưa quý vị, mặc dù bà Khoa biết việc là Bihimex cho Ubexim vay tiền thông qua các hợp đồng khống mua bán vòng tròn giữa Ubexim, Bihimex và các công ty trung gian, nhưng vẫn duyệt chi tiền sai nguyên tắc gây thiệt hại cho Bihimex. Ngoài ra, bà Khoa cùng với Tống Thị Bích Loan ra chủ trương cho nhân viên công ty Bihimex lập chứng từ khống thanh toán tiền chi phí đi lại, giao nhận hàng hóa để rút tiền quỹ công ty cho giám đốc chi phí ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại cho Bihimex số tiền gần 2 tỷ đồng. Và thông tin được đăng tải trên báo Thanh Niên số ra sáng nay. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình 60 phút với phần tin tức quốc tế. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tổng thống Tunisia Bejikaïs Essebsi kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu tại Bảo tàng Quốc gia Bagdo. Nhóm phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS hôm qua đã lên tiếng thừa nhận tiến hành 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào 3 thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Sanaa của Yemen. Hàng triệu người dân trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu đã có dịp chứng kiến Nhật thực bán phần. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày độc lập, Tổng thống Tunisia Bejikaïs Essebsi đã kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu tại Bảo tàng Quốc gia Bagdo hôm 18 tháng 3 vừa qua, khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 22 du khách nước ngoài. Trong bài phát biểu được phát trên đài truyền hình quốc gia Tunisia, sau khi duyệt đội binh danh dự nhân kỷ niệm ngày độc lập, Tổng thống Essebsi nhấn mạnh: Thách thức lớn nhất của chúng ta là thách thức về an ninh, nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta sẽ không đạt được thắng lợi nếu không sát cánh cùng nhau. Tổng thống Essebsi cũng khẳng định mong muốn thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc nhằm giải quyết những bất ổn về chính trị sau làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Ben Ali hồi năm 2011. Ông Essebsi đồng thời nêu bật sự cần thiết phải cải cách luật đầu tư và hệ thống tài chính để tăng cường thu hút vốn từ nước ngoài. Trước khi Tổng thống Essebsi có bài phát biểu trên truyền hình, cũng đêm qua về Việt Nam, đông đảo người dân ở thủ đô Tunis đã tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm ngày độc lập và lên án khủng bố. Trong một diễn biến khác, phát biểu nhân chuyến thăm Tunisia cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã khẳng định cam kết hỗ trợ chính quyền Tunis nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Ông Cazeneuve cũng bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn ở Libya, quốc gia láng giềng với Tunisia, đồng thời kêu gọi siết chặt kiểm soát biên giới giữa hai nước. Theo giới chức Tunisia, hai tay súng thực hiện vụ tấn công ở bảo tàng Bagdo từng được huấn luyện ở Libya. Đêm qua, trong hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã cam kết đưa ra những biện pháp mạnh để đối phó với mối đe dọa khủng bố sau vụ tấn công nhắm vào du khách ở Tunisia. Nhóm phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS hôm qua đã lên tiếng thừa nhận tiến hành 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào 3 thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi những người ủng hộ phiến quân Hồi giáo dòng Shia Houthi đang tiến hành lễ cầu nguyện thứ 6 hàng tuần. Trong một tuyên bố được đăng trên trang mạng xã hội Twitter, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở Yemen.
Nếu được xác nhận, thì đây là lần đầu tiên IS tiến hành các vụ tấn công ở quốc gia thuộc bán đảo Ả Rập này. Giới chức Yemen cho biết hiện số người thiệt mạng đã lên đến 126 và 260 người khác bị thương. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại thánh đường Baghdad, phía nam thủ đô Sana'a. Ngay sau khi một quả bom phát nổ bên trong thánh đường này, thì quả bom thứ hai cũng được kích nổ ngay lối ra vào trong lúc mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, một vụ đánh bom khác cũng đã xảy ra tại thánh đường Al-Hashud, phía đông bắc thủ đô Sana'a. Vụ tấn công thứ ba xảy ra tại một thánh đường ở tỉnh Sada'a, song chỉ có kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng. Sau khi xảy ra các vụ tấn công trên, phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest cho biết Mỹ cực lực lên án hành động thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở Yemen và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Trong một diễn biến có liên quan, phiến quân IS hôm qua đã đăng tải trên mạng Internet một đoạn video dài 6 phút quay cảnh hành quyết 3 chiến binh người Quốc ở Iraq, đồng thời đe dọa sẽ sát hại thêm các chiến binh khác nếu lực lượng này không ngừng tấn công các khu vực mà IS đang kiểm soát. Trong đoạn video trên, 3 chiến binh người Quốc bị trói tay, mặc bộ quần áo màu cam và đang quỳ bên cạnh các tay súng bịt mặt. IS cho biết đoạn băng được quay ở tỉnh Nineveh, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa IS và lực lượng vũ trang người Quốc. Hiện tính xác thực của đoạn video này vẫn chưa được kiểm chứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm qua cho biết đã đề xuất thành lập một liên minh tiền tệ với hai quốc gia láng giềng Belarus và Kazakhstan nhằm đối phó với các khó khăn về kinh tế hiện nay. Tổng thống Putin đã đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp với hai nhà lãnh đạo Belarus và Kazakhstan tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào hôm qua. Phát biểu với báo giới, ông Putin cho biết ba nhà lãnh đạo tin rằng đã đến lúc xem xét thành lập một liên minh tiền tệ sử dụng đồng tiền chung trong tương lai. Theo ông Putin, sự hợp tác chặt chẽ sẽ giúp ba nước đối phó với những mối đe dọa về kinh tế cùng bảo vệ thị trường chung. Các ba nhà lãnh đạo đều nhận định năm 2015 sẽ là năm khó khăn đối với liên minh kinh tế Á-Âu gồm Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia, và dự kiến sắp kết nạp thêm Kyrgyzstan. Từ giữa năm ngoái, việc giá dầu thế giới lao dốc cùng những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã khiến nền kinh tế của các thành viên khối này bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak vừa cho biết giá bán khí đốt của nước này cho Ukraine có thể tăng từ 329 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 mét khối lên 348 đô la trong quý 2 năm nay. Tuyên bố trên được đưa trước vòng đàm phán mới về khí đốt giữa Nga và Ukraine do Ủy ban châu Âu làm trung gian. Liên minh châu Âu EU cam kết sẽ viện trợ 2 tỷ euro để giúp Hy Lạp thực hiện các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ và hỗ trợ người dân. Tuyên bố trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra vào đêm qua, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra tại Brussels, Bỉ kết thúc. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Brussels, Bỉ, Chủ tịch Juncker khẳng định: "Tôi tin rằng Hy Lạp cần sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của Liên minh châu Âu. Số tiền 2 tỷ euro mà EU cam kết viện trợ cho Hy Lạp trong năm tài khoá 2015 sẽ giúp nước này triển khai các dự án thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường sự gắn kết trong xã hội." Động thái trên của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết sẽ cung cấp cho các chủ nợ quốc tế càng sớm càng tốt một danh mục mới về các cải cách mà nước này thực hiện trong thời gian tới để có được các khoản tiền cứu trợ và thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ. Thủ tướng Tsipras đưa ra cam kết trên sau các cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và các quan chức tài chính hàng đầu của Liên minh châu Âu EU bên lề hội nghị thượng đỉnh của EU. Giới chức Liberia hôm qua đã xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên tại nước này sau hơn 20 ngày không phát hiện ca nhiễm Ebola nào. Thông tin trên đã dập tắt hy vọng quốc gia Tây Phi này có thể sớm công bố hết dịch. Một phụ nữ tại thủ đô Monrovia của Liberia hôm qua đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Giới chức y tế Liberia vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân khiến người phụ nữ này bị nhiễm Ebola. Họ cho rằng có thể là do các nhân viên y tế đã không thực hiện tốt công tác phòng ngừa sự lây lan của virus Ebola tại các vùng tâm dịch của Liberia. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sau 42 ngày không xuất hiện trường hợp nhiễm mới nào, thì quốc gia đó mới được xác nhận là hết dịch. Cũng theo WHO, hiện tỷ lệ gây tử vong khi bị nhiễm virus Ebola là từ 54 đến 62%. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa cho biết cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tại Thụy Sĩ sẽ được nối lại vào thứ Tư tuần tới. Đêm qua, sau một tuần lễ thảo luận, các đại diện của Iran và nhóm B5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã trở về nước để đánh giá lại tiến trình đàm phán.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, các bên đã đạt được nhiều tiến triển hướng tới một thỏa thuận khung trước cuối tháng này. Đêm qua, nhân chuyến công du Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo cung cấp khoản vay trị giá 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng quyết định cung cấp các khoản viện trợ nhân đạo trị giá 10 triệu đô la cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận Minsk II. Hai binh sĩ Pakistan và ba người khác đã bị thương sau khi một kẻ tấn công tự sát điều khiển xe mô tô đâm vào một xe tuần hành của các binh sĩ Pakistan ở thành phố cảng miền nam Karachi. Trước đó, vào chiều qua cũng đã xảy ra một vụ đánh bom tại một thánh đường Hồi giáo ở Karachi, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. 10 người đã thiệt mạng trong một vụ đấu súng ở bang Jalisco, miền Tây Mexico vào tối qua, theo giờ Việt Nam. Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra khi một băng nhóm buôn ma túy phục kích và tấn công một đoàn xe cảnh sát. Đã có 5 viên cảnh sát thiệt mạng trong vụ đấu súng này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 60 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, ở bán đảo Crimea thuộc Nga, nhiều người rất ngưỡng mộ Marina Cody, cô gái khuyết tật hát hay, dễ đẹp, sinh ra đã không may thiếu đi hai cánh tay. Marina Cody gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những điều đó đã làm không làm phai nhạt đi lòng đam mê nghệ thuật của cô gái giàu nghị lực. Nay, ở tuổi 21, Marina đã được nhiều người biết đến nhờ vào tài năng đặc biệt của mình. Từ nhỏ, Marina Cody đã được cha mẹ cho học vẽ. Tuy nhiên, khác với những bạn bè đồng trang lứa, cô gái khuyết tật này vẽ bằng đôi chân của mình. Ban đầu, tôi chỉ học để vẽ cho vui, nhưng sau này tôi được học qua lớp nghệ thuật đồ họa nên có thể vẽ tranh một cách chuyên nghiệp. Nay, những khi cảm thấy hứng thú, tôi thường lấy giấy, viết ra và vẽ theo ý thích của mình. Marina Cody luôn sống lạc quan và có lẽ điều đó đã giúp cô thành công trong cuộc sống. Trong 3 năm gần đây, Marina học hát tại một trường âm nhạc ở địa phương nhằm có thể thực hiện ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bà Olga Nikitinskaya, giáo viên dạy nhạc của Marina cho biết. Điều tôi thích nhất ở Marina là tính cách. Dù bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng Marina sống rất mạnh mẽ, lạc quan và tốt bụng, luôn tin vào tương lai để phấn đấu. Cô giáo Olga Nikitinskaya còn cho biết, không giống các sinh viên khác, Marina luôn đạt được những bước tiến trong học tập. Theo bà, trong tương lai không xa, cô gái khuyết tật này có thể sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng tại Rome. Hôm qua, hàng triệu người dân trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu đã có dịp chứng kiến nhật thực bán phần. Hiện tượng này xuất hiện đúng vào tiết xuân phân năm nay. Cùng lúc, nhật thực toàn phần cũng được nhìn thấy ở một vùng thuộc Bắc Băng Dương. Chiều tối qua giờ Việt Nam, đông đảo cư dân quần đảo Faroe, một lãnh thổ thuộc Đan Mạch ở Bắc Băng Dương, cùng hàng ngàn du khách đã đón xem nhật thực toàn phần. Để được tận mắt chứng kiến hiện tượng này, một số người đã đặt phòng khách sạn và điểm cắm trại từ nhiều năm trước. Đây là lần đầu tiên nhật thực toàn phần được nhìn thấy ở quần đảo Faroe kể từ năm 1954. Lần kế tiếp hiện tượng này xuất hiện ở đây là vào năm 2245. Cùng lúc, người dân ở nhiều nơi trên khắp châu Âu cũng đã có dịp xem nhật thực. Dù với tỷ lệ ít hơn, tại thủ đô Roma của Italia, mặt trăng che khuất mặt trời lúc nhiều nhất là 62%. Ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đông đảo dân chúng và du khách đã đổ ra đường xem nhật thực bất chấp bầu trời nhiều mây. Còn tại Đức, nhiều người đã kéo đến cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin đón xem nhật thực. Rất đông người yêu thiên văn và các em nhỏ ở Nga đã tập trung tại các quảng trường ở thủ đô Moscow để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên hiếm có này. Đối với nhiều người, chỉ đơn giản dùng một tấm giấy nhựa hay một chai thủy tinh màu tối là họ có thể xem được nhật thực. Khách du lịch và người dân địa phương ở tỉnh Giza của Ai Cập cũng đã có may mắn được chiêm ngưỡng nhật thực. Hiện tượng mặt trăng che khuất mặt trời đúng vào ngày xuân phân hiếm khi xảy ra. Theo tính toán của các nhà khoa học, trong suốt thế kỷ 21, sự kiện tương tự sẽ chỉ xảy ra 3 lần nữa vào các năm 2034, 2053 và 2072. Tiếp theo chương trình 60 phút sáng nay là một câu chuyện quốc tế với những nội dung chính sau.
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Tunisia. Tuy nhiên, vụ khủng bố mới đây nhằm vào du khách quốc tế tại Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis đã đặt ra nhiều thách thức đối với ngành công nghiệp không khói của quốc gia Bắc Phi này. Có đến một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi ở Niger đang bị suy dinh dưỡng, trong khi đó dân số của nước này được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 18 năm nữa. Những diễn biến này đang làm cho cuộc chiến chống đói nghèo và suy dinh dưỡng tại Niger trở nên khó khăn và cấp thiết hơn bao giờ hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vụ khủng bố mới đây nhằm vào Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở thủ đô Tunis của Tunisia đã làm rúng động không chỉ đối với đất nước Tunisia nhỏ bé mà còn khiến cả thế giới phẫn nộ do có tới 25 người thiệt mạng, trong đó có 22 du khách nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Nhiều tổ chức quốc tế và hàng loạt nhà lãnh đạo trên thế giới đã cực lực lên án hành động bạo lực này. Ngay sau vụ khủng bố trên, đông đảo du khách quốc tế đã dạo dàng rời khỏi Tunisia. Từ lâu, nền kinh tế Tunisia đã phụ thuộc vào ngành du lịch với lượng lớn người châu Âu đi nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng của nước này. Do đó, sự kiện bạo lực tồi tệ nhất trong hơn 10 năm qua ở quốc gia Bắc Phi này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch. Đây cũng là nội dung mở đầu một câu chuyện quốc tế sáng nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, hai phần tử mặc quân trang Tunisia đã xả súng vào khách tham quan khi họ vừa xuống xe buýt ở bên ngoài bảo tàng Bardo, ngay sát tòa nhà quốc hội nước này. Sau đó bắt giữ nhiều con tin và cố thủ khi bị lực lượng an ninh bủa vây. Vài tiếng đồng hồ sau, cảnh sát đã quyết định tấn công, tiêu diệt hai kẻ khủng bố và giải cứu toàn bộ con tin. Tại thị trấn Sidi Bou Said đẹp như tranh vẽ, nằm ở bên ngoài thủ đô Tunis, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng sau vụ khủng bố nói trên, ngày càng có nhiều lo ngại ngành công nghiệp du lịch nơi đây sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thật tình mà nói thì tôi cảm thấy sốc do ở quá gần với nơi xảy ra vụ tấn công. Theo lịch trình, sau khi qua đêm ở đây, tôi sẽ đến thăm Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo vào sáng mai. Nhưng như bạn biết đó, trước tình hình hiện nay, tôi không thể làm thế. Còn tại cảng Lagoulet ở thủ đô Tunis, nhiều du khách quốc tế đã kéo đến đây để vội vàng rời khỏi Tunisia. Chiếc du thuyền Costa Fascinosa của Italia đang cập bến để đón du khách. Giới chủ thuyền cho biết có tới gần 3.200 hành khách của họ ghé tham quan Tunis vào hôm thứ Tư, nhưng không rõ có bao nhiêu người đã đến bảo tàng quốc gia lúc vụ tấn công xảy ra. Trong số các nạn nhân của vụ tấn công có các du khách đến từ Nhật Bản, Italia, Colombia, Australia, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh. Trong một thông điệp được ghi âm và đăng tải trên mạng Internet, tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố hai phần tử vũ trang của nhóm này đã tấn công bảo tàng Bardo bằng vũ khí tự động và lựu đạn, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công khác. Những năm gần đây, Tunisia thường xuyên đối mặt với tình trạng bạo lực do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, trong đó nhiều vụ có liên quan đến IS. Cơ quan chức năng Tunisia cho biết khoảng 3.000 công dân nước này đã tới Iraq, Syria và Libya để tham chiến trong hàng ngũ các phần tử thánh chiến, trong đó có IS, làm gia tăng quan ngại rằng những người này sẽ trở về nước để lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công. Có một thực tế là bạo lực vẫn không thể nào khuất phục được chính phủ và nhân dân Tunisia. Islam is against all that. Người Hồi giáo chân chính phản đối hành vi giết người bừa bãi như những gì vừa xảy ra. Theo tín ngưỡng của chúng tôi, đó là tội ác. Ai cũng là con người, cũng có quyền sống. Tôi bán hàng cho khách du lịch, chuyện trò cùng họ, chụp ảnh chung với họ. Tại sao các tay súng lại giết họ? Viện Bảo tàng Quốc gia sẽ mở cửa trở lại đón khách tham quan vào thứ Ba tuần tới. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Tunisia, chiếm đến 7% tổng sản phẩm quốc nội. Năm 2014, lợi nhuận mà ngành công nghiệp không khói này thu về đạt 1,6 tỷ euro, tức hơn 36.000 tỷ đồng Việt Nam, tăng 6,4% so với năm trước đó. Tuy nhiên, vụ khủng bố xảy ra mới đây là đòn giáng mạnh vào ngành du lịch nước này. Chính phủ nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo công dân mình nên cân nhắc đến tình trạng bạo lực, bắt cóc trước khi muốn đến Tunisia. Thưa quý vị và các bạn, suy dinh dưỡng từ lâu đã trở thành một vấn đề cấp bách tại Niger, quốc gia đang bị xếp vào nhóm các nước kém phát triển nhất trên thế giới. Mỗi năm, số trẻ em bị suy dinh dưỡng lại càng tăng lên, trong khi tình trạng nghèo đói thì cứ kéo dài dai dẳng.
Hơn thế nữa, các số liệu vừa được công bố cho thấy tốc độ tăng dân số ở nước này đang thuộc hàng cao nhất thế giới. Sự gia tăng dân số đang trở thành một quả bom nổ chậm, đe dọa đến các nỗ lực giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng của quốc gia Tây Phi này. Con gái của chị Hassara chỉ mới 1 tháng tuổi, thế nhưng do thiếu sữa bú trong những ngày đầu đời, bé phải luôn chịu đựng sự dày dò của bệnh tật. Từ lúc chào đời, bé đã không có sữa để bú. Hầu như không lúc nào con tôi thôi khóc vì đói. Ủy ban châu Âu EC ước tính, cứ 4 trẻ sinh ra ở Niger thì có một bé bị suy dinh dưỡng nặng. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do khan hiếm thức ăn, vệ sinh kém cùng sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng và tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Các bà mẹ không biết khi nào nên cai sữa cho con. Bên cạnh đó, theo tập tục xưa nay, khi thấy con mình cho con bú, các bà sẽ tóm lấy đứa cháu và mang nó đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng suy dinh dưỡng ở Niger trở nên trầm trọng. Mọi chuyện cũng chỉ là do sự thiếu hiểu biết. Niger là quốc gia có tốc độ tăng dân số thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Dân số của nước này hiện nay là hơn 17 triệu người và được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 18 năm nữa. Mức tăng nhanh như vậy đang đặt lên vai chính phủ Niger và các tổ chức cứu trợ quốc tế một áp lực rất lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo và suy dinh dưỡng. Với mức tăng dân số như hiện nay, chúng tôi sẽ không thể kiểm soát được tình hình nếu chỉ tập trung vào công tác điều trị. Chúng tôi đang quan tâm nhiều hơn vào các biện pháp mang tính phòng ngừa như giáo dục, nâng cao hiểu biết cho người dân. Trước thực trạng vừa nêu trên, ngoài việc kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ lương thực, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cùng một số tổ chức viện trợ khác mới đây đã triển khai dự án phân phát hàng chục ngàn vòng đo kiểm tra tình trạng suy dinh dưỡng, gọi tắt là MUIAC, cho các gia đình ở Niger. Một hiệu quả đáng kể của dự án này là các bậc phụ huynh ở Niger này đã dần bớt phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các nhân viên y tế trong việc kiểm tra sức khỏe của con mình. Thông qua dự án này, các bậc cha mẹ được hướng dẫn cách sử dụng vòng đo MUIAC và các bước cần thực hiện sau khi có kết quả đo. Từ đó, họ không cần phải gọi nhân viên y tế đến tận nhà để kiểm tra sức khỏe của các bé. Theo các chuyên gia y tế, việc chẩn đoán sớm suy dinh dưỡng sẽ giúp công tác điều trị có hiệu quả hơn và giúp các bé tránh những biến chứng nguy hiểm. Khi thấy con tôi không khỏe, tôi tự động lấy MUIAC ra đo và thấy nó nằm ở vạch đỏ. Tôi lập tức mang bé đến trung tâm y tế để chữa bệnh. Tôi đo cho cháu vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy và lúc chiều tối. Dự án phân phát vòng đo kiểm tra tình trạng suy dinh dưỡng MUIAC được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi nó đã làm thay đổi thói quen thụ động của người dân trong việc kiểm tra sức khỏe cho trẻ nhỏ, từ đó giảm bớt gánh nặng cho các tình nguyện viên. Hình ảnh các bà mẹ dùng MUIAC đo kích cỡ vòng tay cho con đang bắt đầu xuất hiện phổ biến tại nhiều nơi ở Niger. Nhiều người đã gọi vui MUIAC có nghĩa là Mothers Understand and Can Do It. Tạm dịch, các bà mẹ hiểu và có thể tự làm. Sự phổ biến của những chiếc vòng đo MUIAC được kỳ vọng sẽ giúp Niger giành lợi thế hơn trong cuộc chiến đầy cam go chống tình trạng suy dinh dưỡng hiện nay. Những thông tin về chiếc vòng MUIAC vừa rồi đã kết thúc một câu chuyện quốc tế sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tạm nghỉ trong giây lát trước khi trở lại chương trình 60 phút với những tin tức thể thao. Chương trình 60 phút sáng nay sẽ được tiếp tục với các tin tức thể thao và sau đây là những nội dung chính. Bốc thăm các cặp đấu vòng tứ kết UEFA Champions League, đương kim vô địch Real Madrid tái ngộ người hàng xóm Atletico Madrid. Đấu sớm vòng 30 Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic lập hat-trick, Paris Saint-Germain tạm thời chiếm ngôi đầu bảng từ tại Lyon. Thưa quý vị, tối qua tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Âu đóng ở Lyon, Thụy Sĩ, UEFA đã tiến hành bốc thăm các cặp đấu tại vòng tứ kết UEFA Champions League. Người hâm mộ chờ đợi những cuộc đối đầu đầy duyên nợ chắc hẳn sẽ được hài lòng khi kết quả bốc thăm đã tái hiện lại trận chung kết mùa giải năm ngoái, đương kim vô địch Real Madrid chạm trán người hàng xóm Atletico Madrid. Lá thăm may rủi đã tạo ra cặp đấu đầy dư nợ giữa hai đội bóng của thủ đô Madrid khi Real gặp lại Atletico. Đây cũng là tái hiện của trận chung kết mùa giải trước, nhưng cũng có thể là tin xấu cho Real khi cách đây hơn một tháng họ vừa có thất bại nặng nề 0-4 trước Atletico tại La Liga. Ngoài ra, theo kết quả bốc thăm, hai đội bóng từ nằm cùng bảng là Barcelona và Paris Saint-Germain sẽ gặp lại nhau ở tứ kết. Nhà vô địch UEFA Champions League năm 2003 là Bayern Munich sẽ gặp FC Porto, trong khi cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa Juventus và Monaco. Lượt đi sẽ diễn ra vào 2 ngày, 14 và 15 tháng 4, còn lượt về diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 4.
Cũng trong đêm qua, UEFA đã tiến hành bốc thăm chọn ra các cặp đấu ở tứ kết Europa League. Theo đó, đương kim vô địch Sevilla sẽ gặp Zenit St. Petersburg, còn Napoli sẽ gặp đại diện của Bundesliga là Wolfsburg. Sau khi đã loại AS Roma, Fiorentina tiến vào tứ kết và chạm trán với Dynamo Kiev. Một đại diện khác của Ukraine là Dnipro sẽ gặp đại diện của Bỉ là Rugby. Cũng theo quy định của UEFA, các đại diện của Nga và Ukraine sẽ không thể đối đầu nhau ở tứ kết do liên quan đến tình hình hiện tại giữa hai nước. Giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục sôi động vào hai ngày cuối tuần này. Nếu như Chelsea và Man City chỉ gặp những đội bóng được đánh giá thấp hơn, thì Manchester United và Liverpool sẽ gặp nhau trong một trận đấu sống còn cho một suất góp mặt ở top 4. Trong quá khứ, Manchester United và Liverpool là kỳ thùng địch thủ, nên đây chính là trận cầu tâm điểm Super Sunday tại vòng 30. Tại cuộc họp báo trước trận gặp Manchester United, huấn luyện viên Brendan Rodgers của Liverpool vẫn chưa tiết lộ về khả năng ra sân của Stephen Gerrard. Nhưng trước đó, Gerrard đã trở lại trong hiệp 2 trận thắng 1-0 của Liverpool trước Swansea City sau hơn 5 tuần phải ngồi ngoài. Có một thống kê thú vị là Liverpool đã toàn thắng tất cả 6 trận đấu tại Premier League mà không cần đến Stephen Gerrard. Huấn luyện viên Brendan Rodgers luôn nổi tiếng với cách sử dụng cầu thủ không thiên về mặt tình cảm. Cuối tuần này, ông còn có thêm một sự lựa chọn khác ở trung tâm hàng tiền vệ. Bởi ngoài Stephen Gerrard thì Lucas Leiva cũng đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Sức nóng từ trận đấu giữa MU và Liverpool là điều không thể bàn cãi, khi mới đây cựu cầu thủ của MU là David Beckham cho biết sẽ trở lại Manchester để theo dõi trận đấu này. MU cũng là đội bóng đã làm nên tên tuổi của Beckham nên không quá ngạc nhiên khi anh ủng hộ đội bóng cũ của mình. Sau đó dự kiến Beckham sẽ trở lại Tây Ban Nha dự khán trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Khi được hỏi về kết quả trận siêu kinh điển sắp tới, Pep dự đoán Real sẽ thắng với tỷ số là 2-1. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 30 giải hạng nhất Pháp. Do là một trong hai đội bóng được ra sân sớm nhất, nên Paris Saint-Germain hiểu rằng chỉ cần đánh bại Lorient thì họ sẽ tạm thời vượt qua mặt Lyon để leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp. Trận đấu sớm vòng 30 Ligue 1 giữa chủ nhà Paris Saint-Germain và Lorient đánh dấu màn trình diễn chói sáng của Zlatan Ibrahimovic và cũng là trận đấu của riêng những quả penalty. Ngay từ phút thứ tư, Paris Saint-Germain đã được hưởng một quả phạt đền và như thường lệ, Ibrahimovic là người thực hiện để mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Lorient bất ngờ đưa trận đấu trở lại dạch xuất phát với pha làm bàn quân bình tỷ số 1-1 của Jordan Ayew. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi đến phút thứ 82, Paris Saint-Germain được hưởng qua phạt đền thứ hai. Ibrahimovic tiếp tục lãnh trọng trách suốt 11m và nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Thời gian còn lại, tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội khách, Marco Verratti đã thực hiện đường chuyền dọn cổ để Ibrahimovic hoàn tất cú hat-trick và ấn định kết quả chung cuộc 3-1 cho Paris Saint-Germain. Màn trình diễn ấn tượng của Ibrahimovic cũng được xem là lời xin lỗi cho hành vi quá khích của tiền đạo người Thụy Điển khi Paris Saint-Germain thất bại 2-3 trước Bordeaux. Còn trên bảng tổng sắp Ligue 1, Paris Saint-Germain cũng chính thức leo lên dẫn đầu với một điểm nhiều hơn Lyon, nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Vòng 28 La Liga rạng sáng nay cũng diễn ra trận đấu sớm giữa chủ nhà Elche và Valencia. Vòng đấu trước, Valencia đã qua mặt Atletico Madrid và nếu giành 3 điểm trước chủ nhà Elche, Valencia sẽ tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp trước khi trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra. Trước một đội bóng đang nằm trong khu vực cứu bảng như chủ nhà Elche, các vị khách Valencia không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm bàn thắng mở tỷ số. Ngay trước khi 45 phút đầu tiên được khép lại, Andre Gomes đã giúp cho Valencia khai thông bế tắc. Và chưa đầy 15 phút sau giờ nghỉ giải lao, cách biệt tiếp tục được nhân đôi cho Valencia. Lần này người ghi bàn là Alcacer. Mọi thứ còn trở nên dễ dàng hơn cho Valencia khi hậu vệ Enzo Rocco tự đốt lưới nhà và qua đó giúp cho đội khách nới rộng cách biệt lên thành 3-0. Trong những phút bù giờ, số phận của trận đấu được định đoạt khi Otamendi mang về bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 4-0 cho Valencia. Hiện tại Valencia đang tạo được khoảng cách 4 điểm so với Atletico Madrid nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đêm nay, Atletico Madrid sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với Valencia nếu như vượt qua được Getafe. Chuyển sang những diễn biến tại trận đấu sớm vòng 26 Bundesliga. Thời điểm hiện tại, cả Hamburg và Hertha Berlin đều phải giành giật từng điểm số trong cuộc chiến trung hạng. Vòng đấu này, hai đội lại phải gặp nhau. Tuy nhiên, yếu tố may mắn thì lại không đứng về phía chủ nhà Hamburg. Tiếp đón Hertha Berlin trên sân nhà, Hamburg nhập cuộc hoàn toàn chủ động. Và ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà suýt nữa đã mở được tỷ số nếu như không có tài năng của thủ môn Thomas Rath của Hertha Berlin. Sau giờ nghỉ giải lao, đến lượt các vị khách Hertha Berlin kiểm soát cục diện trận đấu.
Trong khi đó, chủ nhà Hamburg lại phải chơi với 10 người sau khi Klepper nhận thẻ vàng thứ hai rời sân do lỗi dùng tay đánh vào mặt của đối phương. Với thế trận hơn người, Hertha Berlin đã dễ dàng cụ thể hóa thành bàn thắng được ghi do công của Sebastian Lenkamp khi trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút nữa sẽ kết thúc. Giành chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của Hamburg, Hertha Berlin tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng để leo lên đứng thứ 13. Còn Hamburg giờ đây chỉ còn cách 2 điểm so với khu vực có nguy cơ rớt hạng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 phút sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên và Đại tràng Bảo Nguyên đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Tấn Phước và Tuyết Dinh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình 60 phút ngày mai.